Đường trăm tỷ bị phản ánh vừa xong đã hỏng ở Điện Biên, bất ngờ được sửa chữa. Giáo viên sinh con thứ ba, hiệu trưởng bị vạ lây. Yêu cầu khẩn trương cứu hai làng chài nổi tiếng giữa Vịnh Hạ Long. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Bản tin ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mới đây, trong tháng công nhân năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đa dạng các hoạt động hướng đến đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và thực hiện các chương trình tri ân người lao động. Trong 10 năm qua, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn là đơn vị chủ lực của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng đã trực tiếp bảo vệ tại tòa cho gần 1.400 người lao động, giúp họ đòi thành công quyền lợi với số tiền trên 17 tỷ đồng. Người dân phải lách người qua những hàng quán, xe máy mới có chỗ đi bộ. Dù là trên vỉa hè, nhưng xe cộ, bàn ghế vẫn vô tư bày bán. Mâu thuẫn về vỉa hè dành cho người đi bộ và kinh tế vỉa hè vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết ở những thành phố phát triển như Đà Nẵng. Ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, kinh tế vỉa hè hiện nay là đặc trưng của kinh tế đô thị tại Việt Nam. Việc sử dụng vỉa hè nên được tiếp cận theo hướng linh hoạt, làm sao để chia sẻ không gian hợp lý vừa cho kinh tế vừa cho người đi bộ, để từ đó có thể sử dụng vỉa hè với tính chất lưỡng dụng. Sau khi Báo Lao Động phản ánh về con đường trăm tỷ vừa xong đã hỏng ở Điện Biên, con đường này bất ngờ được sửa chữa với nhiều đống đất đá được tập kết, những ổ voi và những đoạn lầy lội đã được san lấp tương đối bằng phẳng. Việc này do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại số 6 Điện Biên tự nguyện thực hiện. Dự án được Bệnh viện Ta Leng thuộc thành phố Điện Biên Phủ dài hơn 2 km với tổng mức hơn 140 tỷ đồng nhưng đã hỏng nghiêm trọng và đang chờ dự án 25 tỷ đồng khác để sửa chữa. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 22 tháng 7, mới có khoảng 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiếm khoảng 1/3 tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nhiều thí sinh cho biết bản thân còn đang đắn đo, chưa tìm được ngành học phù hợp với mình nên chưa thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Em vẫn chưa đăng ký nguyện vọng. Em vẫn đang phân vân, thứ nhất là về học phí, với cả thứ hai là vị trí địa lý đi lại. Sở thích của em thì nó là về kinh tế, cho nên là em đang hướng về NEU. Nếu mà thì em vẫn có thể bất chấp về học phí, em vẫn có thể chi trả được. Và địa lý thì em sẽ cố gắng đi lại hơn một tí. Mình chưa đăng ký và định tối nay mới đăng ký sau cái buổi tư vấn này ạ. Thì mình định đăng ký khoảng tầm 5 đến 6 nguyện vọng ấy ạ. Mình vẫn còn phân vân về một số ngành của các trường ấy ạ. Và về tiền học phí, rồi việc đầu ra và các cơ sở chất lượng của trường. Quan trọng là các em phải thi điểm cao nhất có thể và tự tin vào cái ngành mà mình yêu thích để mình đăng ký. Đấy, lời khuyên là em thích cái ngành nào thì em đăng ký cái ngành đó để phát hiện cái khả năng sáng tạo của mình. Thưa quý vị, mới đây tại công ty cơ khí Hòn Gai Vinacomin, thành phố Hạ Long, trưởng khối sản xuất Phạm Thọ Cử đã được vinh danh với giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Phần thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực và cống hiến của ông trong suốt chặng đường phát triển vừa qua của công ty, người thợ cơ khí truyền nghề, truyền cảm hứng cho nhiều thợ trẻ ở Quảng Ninh. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Bộ bàn xoay gá thân van tự động đảo chiều cho máy hàn robot tự động là sáng kiến của ông Phạm Thọ Cử, giúp người thợ không phải xoay van thủ công. Máy hàn robot sẽ tự động hàn đến khi thành phẩm một thân van công nghiệp. Năm 2017 đến năm 2022, ông đã có 5 sáng kiến được áp dụng, làm lợi cho công ty hơn 1,6 tỷ đồng. Thì xuất phát từ cái điều kiện thực tế của sản xuất, chúng tôi thấy anh em công nhân làm cũng đã rất cố gắng nhưng vất vả mà năng suất không cao. Do vậy là giữa quản đốc và tôi và các anh em tổ trưởng cũng đã chụm đầu lại và đã tìm ra những cái giải pháp cải tiến kỹ thuật rất an toàn cho công nhân và sẽ năng suất lên. Thứ hai là tiết kiệm chi phí để cho nó phù hợp với điều kiện sản xuất. Từ năm 2017 cho đến nay, ông đã trực tiếp kèm cặp, đào tạo nâng cao tay nghề cho 25 người lao động trẻ trong công ty. Tiếp nối bản tin sẽ là những tin nhanh nổi bật trong ngày. Thưa quý vị, trước việc xuống cấp của các hạng mục công trình ở làng chài Vung Viêng và làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây nguy hiểm cho du khách.
Tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu phải khắc phục ngay tình trạng này. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long đã quyết định bổ sung hai dự án trên vào chương trình đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố với tổng số tiền khai toán là 25 tỷ đồng từ nguồn 89% phí tham quan Vịnh Hạ Long để lại cho thành phố Hạ Long. Mới đây, một hiệu trưởng trường phổ thông công tác tại Nghệ An đã lên tiếng phản ánh về việc bản thân bị liên đới trách nhiệm khi trường có giáo viên sinh con thứ ba, trong khi thời điểm đó, hiệu trưởng này chưa về công tác tại trường. Nhiều giáo viên cũng cho biết, việc xử lý giáo viên sinh con thứ ba gây áp lực đối với nhà trường và thiệt thòi cho giáo viên, ảnh hưởng đến việc chăm sóc con nhỏ. Sau khi báo Lao động có nhiều bài phản ánh việc xử lý giáo viên sinh con thứ ba là không đảm bảo tính pháp lý và không nhân văn, một số địa phương đã có động thái nghiên cứu, rà soát, kiểm tra lại căn cứ pháp lý về việc xử lý nói trên. Bão Doksuri được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới trên biển Philippines và có thể đạt cấp độ siêu bão vào ngày 25 hoặc 26 tháng 7. Dự báo quỹ đạo của cơn bão này còn phân tán và khả năng đi vào Biển Đông là rất thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia đề nghị người dân không được chủ quan. Cơ quan chuyên môn sẽ lưu ý thêm về hướng đi của bão để đưa ra phương án phòng tránh và cảnh báo cho người dân sớm nhất có thể. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.